xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại đọc chia sẻ gửi tới quý vị các bạn một câu chuyện đã xảy ra trong gia đình đối với một người phụ nữ vô cùng cay đắng và phũ phàng chi tiết lý do nguyên nhân của câu chuyện như thế nào sau đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi về câu chuyện này chợt nghe có tiếng động ngoài phòng khách tôi nghĩ chồng trở về nhưng đến khi cánh cửa phòng ngủ bật mở người xuất hiện trước mắt tôi lại không phải lâm mà là một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ sau hai năm yêu nhau tôi và lâm quyết định đi đến hôn nhân anh là người đàn ông có vẻ ngoài thư sinh đẹp trai ăn nói dịu dàng dễ nghe lại rất tâm lý ga lăng yêu chiều tôi vô cùng tôi cũng là cô gái dễ thương có học thức có công việc ổn định gia đình tử tế tuy lâm không phải người đàn ông giàu có nhưng với tôi thế là đủ rồi được nhiều người có điều kiện hơn tán tỉnh nhưng tôi vẫn không hề sao động ở bên lâm tôi thấy mình bình yên và ấm áp chuyện tình của chúng tôi nhận được sự ủng hộ hết lòng của bố mẹ đôi bên lấy được lâm tôi thật sự mãn nguyện và hạnh phúc chẳng mong ước gì cao xa hơn Đám cưới của chúng tôi diễn ra ấm cúng và xinh xắn Trong sự chúc mừng của mọi người Sau tiệc cưới Chúng tôi trở về căn nhà Lâm đã thuê trước đó Để trải qua đêm tân hôn Hứa hẹn sẽ là những khoảng khắc nồng nàn đáng nhớ Dù năm nay tôi đã 26 tuổi Nhưng ngay từ khi trở thành thiếu nữ Tôi đã luôn được mẹ dặn phải giữ mình dành đêm đầu tiên cho người đàn ông là chồng chính thức do vậy suốt hai năm trời yêu nhau tôi và lâm vẫn chưa hề đi quá giới hạn trước đêm tân hôn tôi vẫn còn trong trắng từ phòng tắm đi ra tôi rất hồi hộp nhưng lại không thấy lâm đâu gọi điện không thấy anh nhấc máy tôi nghĩ chắc anh đã ra ngoài mua đồ gì đó vì thế ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ đợi anh Đợi khoảng 20 phút không thấy Lâm về Tôi đang suốt ruột tự hỏi Không biết anh đi đâu vào giờ này Thì chợt nghe có tiếng động ngoài phòng khách Nghĩ chồng trở về Nhưng đến khi cánh cửa phòng ngủ bật mở Người xuất hiện trước mắt tôi lại không phải là Lâm Mà là một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ Tôi sợ hãi suýt hết lên Thì anh ta lập tức túm lấy tay tôi Ra hiệu cho tôi im lặng anh ta tự giới thiệu mình là người quen của Lâm. Chìa khóa nhà anh ta có được cũng là Lâm đưa cho. Nó bỏ trốn rồi, em đừng chờ đợi nữa. Chuyện giữa em với nó coi như kết thúc, còn bây giờ là chuyện giữa anh với em. Tôi bàng hoàng khi biết Lâm nợ người đàn ông này số tiền lên đến 4 tỷ đồng, tính cả lãi. Trong đó có 500 triệu Lâm vay giúp tôi chữa bệnh cho bố cách đây nửa năm. Còn lại anh ta vay tiền để nghe theo bạn bè đầu tư chứng khoán, nhưng cuối cùng bị thua lỗ nặng nề. Lâm giấu tôi tất cả, muốn làm giàu nhanh để có thể mua nhà, tậu xe, lo cho tôi một cuộc sống sung sướng. Nghĩ đến điều đó mà tôi đau thắt ruột gan, vừa hận vừa thương người đàn ông đó. Số tiền nợ tính lãi lên ngày một tăng thêm. Lâm không đảo đâu ra tiền để trả nợ. Bố mẹ anh dưới quê chỉ có căn nhà cũ và mảnh vườn chẳng đáng mấy tiền. Bán đi rồi thì ông bà thành người vô gia cư. Bản thân Lâm càng không có gì đáng giá. Khi gã đàn ông này chất vấn rằng Lâm có gì để bán được hay không thì Lâm đã nghĩ đến tôi, thật cay đắng và xót xa làm sao. Nửa năm trước ngày cưới, bố tôi đi khám và phát hiện bị bệnh ung thư giai đoạn 1, cần tiến hành phẫu thuật xã trị Đồng thời điều trị trong thời gian khá dài, sau đó, lúc ấy Lâm đã đi vay mượn giúp tôi 500 triệu đồng, không hề do dự và tính toán, Lâm bảo sẽ cùng tôi trả số nợ đó. Tại sao không dưng lại cho anh ta vay số tiền lớn đến như vậy? Anh ta cười khẩy khiến tôi rùng mình. Ai mà biết được, chắc anh dự cảm được là cho nó vay mình sẽ không bị lỗ. Hơn nữa, với anh số tiền đó cũng chẳng lớn lắm. Tất nhiên, anh sẽ không làm ra những chuyện vi phạm đạo đức và pháp luật. Cái gì thì cũng phải dựa trên sự tự nguyện. Số tiền nó vay cho em, em phải trả cũng là hợp lý đúng không? Còn nợ của nó nó với anh thì anh sẽ tìm cách khác để đòi. Cái này không liên quan gì tới em cả. Anh ta nói xong thì đưa ra cho tôi hai lựa chọn, một là trở thành người tình của anh ta Mọi nợ nần sẽ xí xóa Nợ lâm vay anh ta cũng không đòi nữa Nó đã lên kế hoạch từ trước đám cưới rồi Chính vì em còn trinh Lại xinh xắn và đáng yêu Nên anh mới chấp nhận Chứ đời nào anh chịu đồng ý Một giao dịch thua thiệt Em yên tâm Vài năm nữa anh lấy vợ Thì em sẽ được tự do Nếu tôi không đồng ý Thì tự mình phải trả món nợ 500 triệu kia kèm lãi suất Số tiền lâm vay anh ta sẽ tìm bố mẹ lâm đòi nghĩ đến hai bác hiền lành thật thà hai năm qua luôn gửi rau sạch và quả quê lên cho hai đứa mà tôi thấy thương vô cùng qua lại với anh em đâu có mất gì anh cũng chẳng phải xấu xí giả dạ cả để em phải tủi thân khó chịu nếu anh vui không những em được xóa nợ mà anh còn tặng thêm nhiều quả nữa anh ta để lại một câu như vậy cùng nụ cười đầy hàm ý rồi ra về. Sau đó, anh ta phải đi công tác xa trong hai tháng, bảo tôi sẽ cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Tới giờ đã gần hai tháng tôi qua, anh ta sắp về rồi. Tôi có nên đánh đổi mấy năm thanh xuân để trả hết nợ tiền của bản thân cùng nợ ân tình mà Lâm từng dành cho mình hay không? Vâng, thưa quý vị và các bạn một câu chuyện tình đầy xót xa và cay đắng dành cho người phụ nữ như thế này cuộc hôn nhân mua bán quá đau lòng phải không quý vị và các bạn đời con gái sao mà xui xẻo như thế này và cô ta đã chia sẻ cho quý vị và các bạn lắng nghe và cũng đưa ra những lời góp ý chân thành cho cô ta tôi rất chân thành cảm ơn và thưa quý vị trong thời gian qua những câu chuyện ngắn của tôi gửi tới quý vị đón nhận rất là nhiều và tôi cũng rất là mừng và cũng có rất nhiều ý kiến của quý vị các bạn tôi cố gắng tiếp thu để ra những video ngày càng chất lượng hơn đọc những câu chuyện hay đầy là thú vị để gửi tới quý vị và các bạn và đến đây thì tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo xin chào và tạm biệt